Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự Đồng bằng sông Hồng của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Hà Nam tiêu hủy hàng cấm, hàng giả, hàng không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Ấm lòng những bữa cơm thiện nguyện tại Bệnh viện Đa khoa huyện Sa Bình, tỉnh Bắc Ninh. Trên địa bàn tỉnh Thái Bình, sau được mùa nhưng mất giá. Mô hình nuôi cá vược thâm canh ở xã Kim Đông, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. Còn bây giờ là nội dung chương trình. Thưa quý vị và các bạn, năm 2017, sản lượng thủy sản toàn tỉnh Nam Định đạt trên 138,3 nghìn tấn, tăng 7,03% so với năm 2016, vượt trên 2% so với kế hoạch của năm. Trong đó, diện tích nuôi trồng thủy sản ước đạt 90,4 nghìn tấn, sản lượng khai thác đạt trên 47 nghìn tấn. Năm 2017, nuôi thủy sản của tỉnh Nam Định phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, đặc biệt là điều kiện thời tiết diễn biến hết sức phức tạp đã làm ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất. Tuy nhiên, nỗ lực khắc phục khó khăn của các hộ nuôi trồng thủy sản cùng hỗ trợ của các ngành chức năng và chính quyền địa phương, nghề nuôi tôm thẻ chân trắng tiếp tục phát triển mạnh với diện tích nuôi 810 ha, sản lượng ước đạt 3.600 tấn, tăng cơ sở sản xuất giống thủy sản. Bên cạnh hoạt động nuôi trồng thủy sản, khai thác hải sản cũng có bước phát triển. Chỉ tính riêng vụ cá năm 2017, sản lượng khai thác hải sản tăng 2,71% so với cùng kỳ. Mặc dù trong năm 2017, khó khăn về thiên tai, dịch bệnh, thị trường, nhưng những kết quả đạt được trong nuôi trồng và khai thác hải sản đã tạo động lực để người dân tiếp tục đầu tư sản xuất có hiệu quả hơn trong năm 2018. Phong trào chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi đã và đang được triển khai mạnh mẽ ở rất nhiều địa phương, góp phần thay đổi phương thức sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân. Trong đó, mô hình nuôi cá vược thâm canh tại xã Kim Đông, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình đang là một hướng đi mới mang lại hiệu quả thiết thực. Trung bình mỗi ngày, chị Loan dùng từ 20 đến 30 kg các loại cá tạp như thế này để cho cá vược ăn. Chị cho biết do được nuôi chủ yếu bằng thức ăn tự nhiên nên cá vược có giá trị dinh dưỡng cao. Đây cũng là loại cá dễ nuôi, không đòi hỏi khâu chăm sóc cầu kỳ, kỹ lưỡng, rất thích hợp để nuôi thâm canh cùng với các loại hàu và cua biển. Nuôi cá nó rẻ hơn là nuôi con tôm. Mới mua về là cho ăn cá nấu, nó lớn đến đâu thì tôi thái to lên đấy. Thì còn dần dần nó to nữa là tôi để cả con như vậy. Thư thoảng thì nếu cảm thấy nó không ăn mấy, nó đầy bụng thì cho ít men tiêu hóa nữa. Đây là năm đầu tiên xã Kim Đông đưa vào triển khai mô hình nuôi cá vược thâm canh tại vùng bãi bồi ven biển. Tham gia mô hình, các hộ dân được chi cục thủy sản tỉnh, trạm thủy sản huyện tập huấn hướng dẫn quy trình chăm sóc, hỗ trợ giống thức ăn. Đến nay sau gần 9 tháng nuôi, cá vược phát triển tốt, không bị dịch bệnh, tỷ lệ sống cao đạt trên 80%, cho thấy sự thích nghi của cá vược với vùng đất, khí hậu địa phương. Cho đến thời điểm hiện nay thì cá vược đã phát triển tốt và cái sản lượng dự kiến thu hoạch được các hộ ước tính là khoảng tầm 12 tấn trên 1 hecta. Thời điểm này tại nhiều hộ gia đình cá đã bắt đầu cho thu hoạch, trọng lượng bình quân trên 1,5 kg một con với giá bán từ 100 đến 150 ngàn đồng một kg, người dân có nguồn thu nhập đáng kể. Thời gian tới, mô hình nuôi cá vược thâm canh tiếp tục được nhân rộng, nhất là thay thế cho những vùng nuôi tôm kém hiệu quả. Qua đó không chỉ góp phần đa dạng hóa các loại con nuôi thủy sản, mà còn góp phần cải tạo môi trường sinh thái, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân địa phương. Nhận thấy lợi ích thiết thực từ phong trào xây dựng nông thôn mới đem lại, nhiều hộ dân trên địa bàn xã Hoàng Hanh, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên đã tự nguyện hiến đất làm đường giao thông. Tuyến đường trung tâm xã trước kia chỉ rộng 5 mét, lượng phương tiện qua lại ngày một đông khiến tuyến đường bị xuống cấp, bụi bẩn, làm ảnh hưởng rất lớn tới người và phương tiện mỗi khi tham gia giao thông, đặc biệt là ảnh hưởng tới sinh hoạt của các hộ dân sinh sống dọc hai bên đường. Năm 2017, hưởng ứng chủ trương xây dựng nông thôn mới do xã phát động, trên 100 hộ dân tự nguyện phá bỏ tường bao hiến đất để mở rộng đường có chiều rộng 9 mét, chiều dài trên 2.000 mét. Nhà tôi 31 mét mặt đường, coi như là toàn bộ là cổng này, tường rào tôi đập hết, tự gia đình tháo dỡ. Theo thống kê của xã Hoàng Hanh, đến hết năm 2017, xã đã làm mới được 340 mét đường liên xã, trên 2.200 mét đường trung tâm và 3.000 mét đường xa đồng, góp phần nâng tiêu chí nông thôn mới của xã đạt 15 trên 19 tiêu chí.
Hiện tại, xã đang hoàn thiện các tiêu chí còn lại để phấn đấu về đích xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2018. Những tưởng sau nhiều ngày rét đậm rét hại giá rau xanh sẽ tăng, nhưng đến thời điểm này, giá rau trên địa bàn tỉnh Thái Bình vẫn chưa có dấu hiệu biến chuyển, thậm chí còn đi xuống. Người tiêu dùng mừng, nhưng người nông dân thì lo lắng. Cách đây không lâu, người trồng rau tất bật ngoài ruộng, cố gắng trồng rau cho kịp thu hoạch thời điểm trước Tết Nguyên đán, với hy vọng đây là thời điểm được giá nhất trong năm. Thời tiết thuận lợi, người nông dân ấp ủ hy vọng vụ rau này sẽ mang lại lợi nhuận cao. Thế nhưng lại không như kỳ vọng, đây lại là một vụ rau đắng. Điệp khúc được mùa mất giá vẫn luôn lặp lại. Người trồng rau rơi vào cảnh bán thì thương, vương thì tốn. Đi chợ là cũng không có công nữa, thế nó rút cục lại là không có công chứ còn chưa nói là công. Thế nên là chúng tôi phải bỏ hết đi. Vì tình trạng lãi buôn năm nay thì thực ra nói là họ lại cũng vì họ không xuất đi được nhiều. Thế nên là nhiều chỗ họ mua rồi nhưng mà còn phải bỏ đi trả lại cho chủ. Nếu so với cùng thời điểm này năm trước thì sản lượng rau màu năm nay tăng cao do thời tiết thuận lợi, rau được mùa nhưng lượng thu mua giảm từ 50 đến 70% do nguồn cung tăng mạnh dẫn đến giá rau giảm mạnh. Thì cái nguyên nhân cái thứ nhất là cuối cùng là thị trường là phát triển là tương đối là ồ ạt. Thì chúng sau này căn cứ vào cái vấn đề là diện tích để chúng tôi căn phân bổ từng khu vực, từng cái diện tích và từng các cái vấn đề đó là cái cây màu để cho nó phù hợp với cái diện tích. Và cái thứ hai đó là cái tiêu thụ thị trường để cho nó thuận lợi. Câu chuyện nhiều nông sản được mùa mất giá đã quá quen thuộc. Đã đến lúc người nông dân không thể tự bươn chải với những kinh nghiệm tích lũy được. Chỉ khi sản xuất và tiêu thụ gắn với quy hoạch để đảm bảo cân đối cung cầu và chất lượng sản phẩm cũng như giá cả. Khi đó, nông dân không lo đầu ra và cũng bớt thiệt thòi. Thưa quý vị và các bạn, mới đây Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Dương đã tổ chức gặp mặt tuyên dương các cầu thủ Hải Dương góp mặt trong đội hình U23 Việt Nam vừa làm nên lịch sử bóng đá nước nhà tại vòng chung kết U23 châu Á 2018. Tại phần giao lưu, bốn tuyển thủ Văn Thanh, Văn Toàn, Đức Huy và Trọng Đại chia sẻ về những cảm xúc thông tin bên lề giải đấu đã qua. Các tuyển thủ cũng không quên gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới người hâm mộ, gia đình đã luôn ủng hộ động viên, đặc biệt là những người thầy đầu tiên đã đưa các cầu thủ đến với bóng đá. Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo tỉnh Hải Dương gửi lời chúc mừng tới kỳ tích mà toàn đội tuyển U23 Việt Nam đã đạt được trong giải đấu vừa qua, trong đó có sự đóng góp của bốn cầu thủ quê nhà. Sự xuất sắc của đội đã đưa tình yêu trái bóng tròn người hâm mộ trở lại với niềm tin vào ngày mai tươi sáng hơn, nhiều thành tích tốt đẹp hơn. Với những thành tích đã đạt được cùng U23 Việt Nam, bốn tuyển thủ người Hải Dương được Ủy ban Nhân dân tỉnh trao tặng bằng khen cùng số tiền thưởng mỗi cầu thủ 10 triệu đồng. Nhân dịp này, nhiều đơn vị doanh nghiệp cũng đã trao thưởng cho các cầu thủ. Cầu thủ Đoàn Văn Hậu thi đấu ở vị trí hậu vệ trong đội hình U23 Việt Nam vừa mang về chiến thắng kỳ tích tại giải U23 châu Á. Cảm kích trước ý chí, nỗ lực của cầu thủ, Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex đã hỗ trợ gia đình mỗi cầu thủ 20 triệu đồng. Cầu thủ Đoàn Văn Hậu sinh ra ở xã Hồng Minh, huyện Hưng Hà, bố mẹ làm nghề nông. Chúc mừng U23 làm nên kỳ tích khi trở thành Á quân giải bóng đá U23 châu Á, trong đó có những đóng góp của cầu thủ Đoàn Văn Hậu, đồng thời xúc động trước ý chí, nỗ lực vượt khó vươn lên và đam mê của cầu thủ này. Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex đã tới tận nhà gặp gỡ và trao tặng cho gia đình số tiền 20 triệu đồng. Với việc hỗ trợ gia đình cầu thủ Đoàn Văn Hậu, Tổng công ty mong muốn góp phần chia sẻ giúp đỡ gia đình các em vơi bớt khó khăn, động viên tinh thần, tiếp thêm động lực cho các cầu thủ theo đuổi niềm đam mê bóng đá. Với mong muốn được chia sẻ những khó khăn với người bệnh, 5 năm qua sư thầy Thích Tuệ Trí, trụ trì chùa Phú Khánh cùng các tình nguyện viên là các cụ cao tuổi Phật tử trong thôn Nội Phú, thị trấn Sa Bình, huyện Sa Bình, tỉnh Bắc Ninh duy trì nồi cháo thiện tâm và bữa cơm thiện nguyện phát cho bệnh nhân nghèo tại Bệnh viện Đa khoa huyện Sa Bình. Tại Bệnh viện Đa khoa huyện Gia Bình vào buổi trưa thứ năm hàng tuần, các tình nguyện viên chuẩn bị những suất cơm ấm, nóng với đầy đủ chất dinh dưỡng để phát cho người bệnh đang điều trị tại đây. Đa số người bệnh ở đây đều có hoàn cảnh khó khăn đến từ các xã thị trấn trong huyện và nhiều bệnh nhân nhà ở xa nên việc đi lại thăm nom chăm sóc gặp nhiều khó khăn. Đặc biệt là đối với những bệnh nhân phải điều trị dài ngày, vì vậy những suất cơm ấm nóng đầy đủ chất dinh dưỡng thật quý đối với họ. Để có được những suất cơm có đủ chất dinh dưỡng như thế,
từ 5 giờ sáng, ai vào việc nấy, người đi chợ mua thực phẩm, người vào bệnh viện phát phiếu nhận cơm, rồi không ai bảo ai, đến 6 giờ sáng, mọi người bắt tay vào sơ chế thực phẩm. Rau xanh, rau ngót, thịt lợn, đậu phụ được chế biến chu đáo sạch sẽ, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Mỗi món ăn đều được nêm nếm cẩn thận để tăng hương vị, giúp cho người bệnh ngon miệng. Đây là do sự đóng góp của nhân dân, Phật tử trong thôn Nội Phú và các nhà hảo tâm. Số gạo tiền công đức thu được sau mỗi ngày rằm mùng 1, ngày lễ tại chùa đều được đem phục vụ nồi cơm từ thiện. Tôi ăn cơm của nhà chùa, coi như là nhà chùa nấu cơm rất ngon mà cái ăn rất vừa vặn. Mà coi như là cơm rất chi là đảm bảo, tôi cũng được ăn hai lần rồi. Vâng, thế thì bây giờ là nhà, coi như nhà chùa mà lại cứ hàng tuần mà có tâm đến bệnh nhân chúng tôi thì là chúng tôi rất chi là nhớ đến nhà chùa, là nhà chùa coi như thế là có tâm đến những bệnh nhân chúng tôi để cho nó cơm của nhà chùa nó có lọc để cho nó chóng tiêu tan khỏi bệnh đấy. Bằng những hành động nhỏ bé, đong đầy tình cảm và trách nhiệm, bữa cơm thiện nguyện của Phật tử và nhân dân thôn Nội Phú, thị trấn Gia Bình, huyện Gia Bình đã mang đến sự ấm áp, khơi dậy tinh thần tương thân tương ái, lá lành, đùm lá rách của dân tộc. Hội đồng đội huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Gia Sinh vừa tổ chức khánh thành và bàn giao ngôi nhà khăn quàng đỏ cho gia đình em Nguyễn Trung Chiến, lớp 8A trường trung học cơ sở Gia Sinh. Em Nguyễn Trung Chiến là học sinh khuyết tật bẩm sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Trước hoàn cảnh đó, Hội đồng đội tỉnh hỗ trợ 50 triệu đồng. Số tiền được trích từ nguồn quỹ 1.000 đồng xây dựng ngôi nhà khăn quàng đỏ. Các doanh nghiệp, nhà hảo tâm hỗ trợ 15 triệu đồng và hơn 100 triệu đồng do trường trung học cơ sở Gia Sinh, anh em trong gia đình và nhân dân trong xã giúp đỡ ngày công vật liệu. Sau hơn 3 tháng triển khai, ngôi nhà đã hoàn thiện với diện tích 70m2, khang trang kiên cố, tổng kinh phí trên 200 triệu đồng. Mặc dù là một xã nông thôn mới, có tốc độ công nghiệp hóa nhanh, nhưng thời gian qua xã Đình Tù, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên vẫn chú trọng gìn giữ diện tích ao hồ, vừa tạo cảnh quan sạch đẹp trong khu dân cư, vừa góp phần điều hòa không khí, bảo vệ môi trường. Xã Đình Dù hiện còn giữ được 16 hectare ao hồ, tập trung nhiều tại thôn Đình Dù, Thị Trung, Ngải Dương. Đây được coi là những lá phổi góp phần điều hòa không khí, tạo cảnh quan khu dân cư xanh sạch, nhất là với những địa phương với mật độ dân số lớn, tốc độ công nghiệp hóa cao như Đình Dù. Không chỉ vậy, những ao hồ này còn có lượng chứa nước lớn khi thời tiết mưa lớn cực đoan, góp phần tiêu úng và cung cấp nước tưới khi gặp hạn hán. Xác định tầm quan trọng của ao hồ trong bảo vệ môi trường, xã Đình Dù đã yêu cầu các hộ thuê thầu để chăn nuôi thủy sản phải cam kết giữ gìn vệ sinh môi trường, không để xảy ra tình trạng ô nhiễm, phá hủy hệ sinh thái. Đoàn khối các cơ quan tỉnh Hải Dương vừa tổ chức phát động ra quân hưởng ứng phong trào thi đua xây dựng đê kiểu mẫu và tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố Hải Dương. Tham dự có gần 100 đoàn viên các chi đoàn tham gia tổng vệ sinh khu vực mái đê, hành lang bảo vệ đê tại thành phố Hải Dương. Đoàn khối các cơ quan tỉnh cũng vận động các tổ chức cá nhân trên địa bàn tỉnh tích cực hưởng ứng phong trào xây dựng đê kiểu mẫu và tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường các xã phường thị trấn ven đê, góp phần giảm thiểu tình trạng vi phạm pháp luật về đê điều, nâng cao nhận thức của các doanh nghiệp, người dân có các hoạt động liên quan đến đê điều, hướng tới xã hội hóa công tác quản lý đê điều, xây dựng và gìn giữ các tuyến đê xanh sạch đẹp, đảm bảo vệ sinh môi trường khu vực các xã phường thị trấn ven đê và ngoài bãi sông. Cùng với việc hưởng ứng xây dựng đê kiểu mẫu, đoàn khối các cơ quan tỉnh sẽ tăng cường tuyên truyền pháp luật về đê điều, phòng chống thiên tai, các quy định về giữ gìn vệ sinh môi trường. Mới đây, huyện Kiến Sương, tỉnh Thái Bình mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, thực hiện pháp lệnh số 16, nghị định số 36 CP, chỉ thị số 04 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình và đảm bảo an ninh trật tự Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018. Do làm tốt công tác tuyên truyền và vận động các đối tượng tự nguyện giao nộp vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, huyện Kiến Sương thu hồi 5 quả lựu đạn, 1 dùi cui điện, 4 công cụ hỗ trợ, 69 vũ khí thô sơ, gần 5 kg pháo. Trong đó, người dân đã tự giác giao nộp 1 súng quân dụng, 2 khẩu súng trường và 6 khẩu súng tự chế cùng gần 400 viên đạn các loại. Huyện ủy, Ủy ban Nhân dân huyện Kiến Sương đã chỉ đạo công an huyện phối hợp với các xã thị trấn củng cố, duy trì và phát huy vai trò của các mô hình tự phòng, tự quản, tự vệ, góp phần vào phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và xây dựng lực lượng nòng cốt ở cơ sở.
Tại lễ ra quân, đại diện các ngành, các xã, thị trấn đã ký cam kết quyết tâm thực hiện tốt pháp lệnh 16 và nghị định 36 CP cũng như chỉ thị số 04 và 11 của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Cũng trong dịp này, đại diện lực lượng vũ trang của huyện, lực lượng an ninh 37 xã, thị trấn của huyện đã xuất quân thực hiện tốt nội dung đã cam kết và thực hiện chỉ thị số 04 của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Mới đây, Chi cục Quản lý Thị trường tỉnh Hà Nam tổ chức tiêu hủy hàng cấm, hàng giả đã tịch thu. Gần 110 mặt hàng bị tiêu hủy, bao gồm các loại thuốc lá, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dầu gội, đồ chơi trẻ em, súng nhựa, tổng trị giá trên 300 triệu đồng. Đây đều là hàng hóa nhập lậu, hàng giả nhãn hiệu, kém chất lượng và không rõ nguồn gốc xuất xứ đã được các đội quản lý thị trường của Chi cục Quản lý Thị trường Hà Nam thu hồi trong 9 tháng đầu năm. Căn cứ theo từng chủng loại hàng hóa, hội đồng đã đưa ra hình thức tiêu hủy phù hợp, đảm bảo đúng quy định và vệ sinh môi trường. Trong thời gian tới, đặc biệt là dịp trước Tết Nguyên đán, Chi cục Quản lý Thị trường Hà Nam tăng cường công tác kiểm tra toàn diện trên địa bàn, đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng thiết chặt khâu vận chuyển hàng hóa từ các nơi đổ về và tại những đầu mối trọng điểm của 6 huyện thành phố nhằm phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm về hàng giả, hàng nhập lậu, hàng kém chất lượng, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích cho người tiêu dùng. Trong những năm gần đây, tình trạng trật tự giao thông đường thủy tại các bến phà, bến đò trên địa bàn tỉnh Hải Dương được đảm bảo không xảy ra tai nạn. Tuy nhiên, nguy cơ tai nạn giao thông đường thủy vẫn luôn tiềm ẩn, đặc biệt là dịp cuối năm, lưu lượng người đi đò phà thường tăng đột biến. Toàn tỉnh hiện có 73 bến đò và 2 bến phà với 97 phương tiện, mỗi ngày đưa đón hàng chục nghìn lượt khách và hàng hóa qua sông. Do nhu cầu đi lại vận chuyển hàng hóa của người dân tăng cao nên cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông đường thủy. Phần lớn các bến đò phà đều trang bị dụng cụ nổi và áo phao, nhưng rất ít hành khách qua sông mặc áo phao. Đây là hiểm họa rình rập trên mỗi chuyến đò. Bến đò Dinh nối giữa thị trấn Kinh Môn và xã An Sơn, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng. Trung bình mỗi ngày có gần 1.000 người và phương tiện qua sông. Tuy nhiên, việc chấp hành quy định phải mặc áo phao, mang dụng cụ nổi khi đi đò vẫn không được hành khách thực hiện. Lý do nhiều người đi trên đò này cho rằng do thường xuyên đi nên cảm thấy bình thường, không thấy nguy hiểm, cứ thấy đò là xuống, nên lái đò có đưa dụng cụ nổi hay áo phao thì cũng không ai mặc. Chúng tôi bên nhà đò thì cũng nhắc nhở tất cả những người tham gia giao thông chấp hành vận quần áo phao và phao cứu sinh, nhưng mà nhiều người tham gia giao thông người ta ý thức vẫn còn kém, gây trở ngại cho chủ bến. Lắm lúc chúng tôi cũng khó xử, chúng toàn bà con người nàng người nước nên là khó. Tại thời điểm này, Phòng Cảnh sát Đường Thủy Công an tỉnh tập trung đợt kiểm tra về tình hình hoạt động tại tất cả các bến đò phà, tăng cường tuyên truyền giáo dục người dân, chủ phương tiện đưa đón khách, chấp hành đúng quy định pháp luật về đảm bảo an toàn khi hoạt động, sửa chữa bến bãi xuống cấp, thay đổi phương tiện không đạt chuẩn, yêu cầu các chủ đò phà, người điều khiển phương tiện bắt buộc hành khách khi đi đò phà mặc áo phao, tổ chức ký cam kết với các chủ bến và lái đò về đảm bảo an toàn giao thông đường thủy nội địa. Một cái điểm nổi bật trong cái đợt kiểm tra chúng tôi phát hiện là những lỗi phổ thông các bến đều vi phạm, đó là các cái chủ đò, chủ phương tiện chưa kiên quyết với tất cả các hành khách khi đi đò là mặc áo phao hoặc mang dụng cụ nổi cầm trên tay mà vẫn cho đò rời bến, vẫn chở khách sang sông. Và chúng tôi cũng khuyến cáo tất cả các chủ bến và các chủ đò là chở đúng số người quy định theo cái đăng kiểm đã được cấp phép. Vì cái số lượng đang được cấp phép như thế nó tương ứng với số áo phao hoặc dụng cụ nổi cầm tay cấp cho phương tiện đó. Không vì cái ngày Tết mà lượng người tham gia giao thông lớn mà coi thường những quy định của pháp luật. Và qua đợt kiểm tra này, chúng tôi sẽ kiên quyết lập biên bản xử lý với tất cả những trường hợp vi phạm trên để mục đích là đảm bảo an toàn trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa. Để đảm bảo an toàn giao thông đường thủy, Phòng Cảnh sát Đường Thủy tiếp tục tăng cường kiểm tra hoạt động tại các tuyến sông, bến đò, bến phà, yêu cầu các chủ bến chấp hành tốt công tác an toàn giao thông đường thủy, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm, đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức tự giác của người dân phải mặc áo phao khi đi đò phà. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình Thời sự Đồng bằng sông Hồng hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.